Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đếm lặn biết cái lỗi bao nhiêu cộng nha mấy bạn. Đây cái lỗi nè bạn, cái lỗi đen thui nha các bạn. Đen thui lùi lùi nha. Cái này á là tại mình sơn thôi. Cái này cũng lâu rồi, hồi lúc mình mới mua chiếc xe của Mẳng á, mình mua lại á và mình tháo lỗi rồi mình bỏ luôn tới giờ nè, cái mình sơn đen đen lại. Các bạn xem cái lỗi nè. Lỗi này lỗi 7 cộng nè các bạn. Đây. Mình xem một vòng mấy bạn coi thử. Bây giờ mình bắt đầu vào mình chỉ các bạn đếm nha, để mình quay bằng cam sau mình lấy nét cho nó rõ nha. Đây là cái lỗi. Bây giờ các bạn muốn đếm được cái lỗi bao nhiêu cộng á, trước tiên các bạn phải thấy cái lỗ cốt nè. Cái này kia bằng cái lỗ đi gắn dây pha rồi mấy bạn. Bây giờ mình đi từ cái lỗ dây pha này xuống nha, là có 3 cộng dây lỗi. Cái này kia bằng 3 dây pha nè, không phải đếm cổ dây pha nha mấy bạn, mà biến ở dưới nè. 3 cộng dây pha này, đây 3 cộng dây pha. 3 cộng này nè, các bạn thấy có 3 cộng ở trên nó đi xuống đây nè, thấy không? Là nó đi ra 3 cộng dây lỗi, dây pha nè. Đi xuống đây là vô dây lỗi nè. Bây giờ mình cắt ra nè. Mình cắt cái cộng rút ra, cái lỗi để lâu đen hù lùi mấy bạn ơi. Đó. Quấn keo lại hết trơn rồi nè. Để mình hy sinh mình cắt keo luôn mấy bạn ơi, cái này cũng hư rồi, không làm được nữa. Cắt cho mấy bạn, quay cho mấy bạn coi chính xác. Mình hướng dẫn mấy bạn mà chưa biết mấy bạn. Tại cũng có một nhiều bạn biết rồi á. Mình cho mấy bạn nào mà chưa biết coi mấy bạn, các bạn biết phân biệt lỗi mấy, lỗi mấy cộng á. Mình biết trên đây cũng khá nhiều bạn biết lỗi bao nhiêu cộng rồi. Nè, cái này là một pha nè. Đây là một cộng dây pha nè, một cộng dây pha. Đi ra nó có 3 cộng dây pha, cái này là một cộng dây pha. Bây giờ mình cắt cái cộng dây pha này ra. Bây giờ mình cắt ngang đây cho dễ. Cứng quá ta, kéo cắt không xuyên nghe ta. Đó. Hồi nãy mình nói cái lỗi này của mình là 7 cộng phải không? Đúng rồi, là nó 7 cộng. Các bạn xem nè. Để mình tước ra hết cho các bạn xem cho dễ. Cái này giờ bán cho chai luôn các bạn ơi, hư rồi bạn ơi. Đây, các bạn xem nó có 7 cộng đồng nè. Đây, có 7 cộng đúng không? 1 cộng nè. 2 cộng nè. 3 cộng nè. 4 cộng. 5 cộng. 6 cộng. 7 cộng. Một chùm dây nữa bạn, một chùm dây pha nè. Cái này kêu bằng lỗi 7 cộng nha. Còn 8 cộng á là chỗ này nó 8 cộng, 9 cộng á là nó 9 cộng. Có cái 11 cộng nữa. Đó. Này các bạn xem kỹ nè. 7 cộng á nè, chính xác này là 7 cộng á. Đó. Rồi. Cũng dễ thôi các bạn. Xong, bây giờ cách đếm lỗi thì nó cũng đơn giản vậy đó. Bây giờ mình quay cũng xong rồi, mình cũng kết thúc video tại đây luôn. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn.